một là đẹp hơn là không đẹp, nếu không đẹp thì phải lên thôi. Anh thấy chả đẹp không? Phải. Dạ. Bởi vì cái tuyến của em bị trễ nhiều này, hiểu chưa? Trường hợp mà khi mà mình treo này lên, đưa cái này lên không được ấy, là cái tuyến này là phải cắt đi, cắt đi sẽ kèm với chính là cả da và cả tuyến của mình. Đấy, đây cái vùng trễ này, chảy xuống này. Trễ tuyến thì cái này làm thì dự tính ít nhất là phải sẹo kẹo mút ấy. Mình sẽ cố gắng ưu tiên là cái phương án từ ít nhất đến tối đa. Tuyến. Cắt da dư không anh ạ? Da dư có chứ, đây da dư đi vùng này này, da dư là vùng này, vùng này. Cái vùng này là sẽ là vùng đi lấy bỏ cái tuyến chảy xuống này. Nếu mà các bạn xung quanh mình có mất cảm giác không? À, nguy cơ có chứ, em can thiệp quanh đường có nguy cơ rồi nhá. Đấy là nguy cơ mất cảm giác. Cái thứ hai là nguy cơ sẹo ấy. Thỉnh thoảng em nhìn trên đường mạng này, có những người sẹo đẹp thì có những người cái sẹo nó cũng khá là ngủ ấy đấy. Cái điện sẹo đẹp này thì cái đường rất là mạnh. Không chị này, sẹo nó kém, cái cơ địa kém hơn thì cái đường nó hơi to hơn một chút xíu. Một là đẹp hơn là không đẹp, nhưng mà đẹp là phải lần thôi. Anh thấy chả đẹp không?